đó. Ừ, coi chừng nhất luôn á. Hả? Chắc nhất quá. Này cũng tầm tầm 6 lạng rồi. Quá im. Dạ, tháng này là dính gắn cỡ này là mừng lắm rồi tháng này. Wow. Tại vì cái mùa này nó vô đẻ hết trơn rồi. Cái đầu tiên sướng ghê luôn.